Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục với cái chương trình đi review bất động sản. Anh em chúng tôi đang có mặt tại dự án New An Thới. Nó được phát triển bởi tập đoàn Sun Group nha. Dự án này nó là một trong những cái quỹ đất hiếm hoi thuộc 6% quỹ đất đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn tại đảo Phú Quốc, hòn đảo Ngọc. Cái dự án này thì nó được mở bán triển khai từ những năm 2015-17 cho đến 2022 thì đã bán hết rồi, và hiện lại rất là nhiều những căn đang chào chờ, và hiện tại đang rất là nhiều những căn đang chờ biển cho thuê với bán này. Cái dự án này nó đã tọa lạc tại mặt tiền của đường DT975 thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc. Nó có tên gọi là Sun Grand New An Thới, với quy mô sản phẩm là 862 căn. Trong này thì nó có cái phân khúc nhà phố, shop house và căn hộ với cái mật độ xây dựng lên đến 77% này. Ở chỗ này thì toàn bộ là sổ hồng sở hữu lâu dài, và nó có con đường đại lộ New An Thới 35m đi ra trung tâm của khu vực Bãi Kem và khu vực cáp treo Hòn Thơm. Này, đây, phong cách nhà xây dựng theo cái phong cách Địa Trung Hải rất là đẹp, một trệt 4 lầu và một trệt 5 lầu này. Những cái dãy shop house 8x20, 8x22 này. Ngày trước giá trị giao dịch ở bên đây từ mức 17 cho đến 25 tỷ một căn shop như thế này, đã bao gồm VAT, và có cái thời điểm nó lên đến 25-30 tỷ, nhưng mà hiện tại đang cắt lỗ rất là nhiều. Đây, những cái khối shop house boutique này, một trệt 4 lầu này, 8x20 phần góc, ba mặt tiền đường luôn. Ngày trước những cái lô như này tôi đã bán cho khách hàng của tôi ở cái dãy GT 23 tỷ thanh toán nhanh. Còn đoạn này là khu vực dãy AT, trục đại lộ New An Thới ra khu vực cáp treo An Thơm. Giá trị giao dịch ở cái trục này cũng 25 cho đến 27 tỷ. Dự án này thì mặt phía Bắc thì nó giáp với cảng hành khách quốc tế, cái đường tiếp giáp biển. Cách sân bay Phú Quốc chỉ 15 phút thôi. Phía Nam thì nó giáp với khu vực cáp treo Hòn Thơm đi ra đến khu vực khu du lịch Địa Trung Hải, và phía đông thì nó giáp với khu vực Bãi Kem là khu vực tổ hợp nghỉ dưỡng ngay kế với khu vực Mũi Ông Đội, giáp với khách sạn Marriott. Phía tây thì nó giáp với khu vực bờ biển Vịnh Thái Lan, và chỗ này thì nó ngay kế với cái đường ra khu vực trung tâm của khu vực Bãi Trường, kế với dự án khu Mây Hôm của tập đoàn Tân Ái Đại Thành, và liền kề rất là nhiều những dự án lớn của CEL, và khách sạn Mường Thanh, và khách sạn Puman, rồi những cái tổ hợp của Vingroup phát triển nha. Đây, chỗ này là những cái dãy shop house này, mặt sau 8x20 và 7x20, giá trị giao dịch đang bán với cái giá trị từ mức 16 cho đến 22 tỷ này. Này thì tiện ích thì nó rất là nhiều những cái hệ thống nhà hàng, khách sạn, bệnh viện quốc tế, bãi đậu xe, nhưng mà cắt lỗ này cho mọi người đi vào đây tham quan vòng quanh cái tuyến nội bộ của đường. Chỗ này có cái hông 10m này, ôi kính nó bị vỡ này đó, 7x20 và 6x20, sân đằng sau 4m này, chỉ có một số căn là đã để co có người ở thôi, còn hiện tại là vắng không một bóng người luôn. Hôm nay tôi đi vào ngày chủ nhật, ở biển cho thuê rất là nhiều này, đấy, xây dựng căn hộ dịch vụ như khách sạn mà không có người. Bên đây thì hai loại hình sản phẩm chính đó là shop house và nhà phố. Nhà phố thương mại nó có bao gồm 439 căn, chiều cao tầng là 5 tầng, phong cách Địa Trung Hải, thiết kế bởi công ty Topkin. Và nhà phố mặt tiền của đường An Thới, cửa lấp, lộ dưới 160m nha. Đây, những cái công viên chủ đề và chủ đầu tư làm rất là nhiều những cái rạch. Và bên này thì giá trị giao dịch từ mức 17 tỷ cho đến 28 tỷ. Còn đối với cái nhà phố liên kế, diện tích là đi 5x20, rồi 6x18. Nó có loại là 1 trệt 4 tầng lầu, cũng phong cách Địa Trung Hải luôn.
Bên này thì cái ngày trước nhà phố bán với mức giá là từ 5 tỷ rưỡi cho đến 7 tỷ. Thì hiện tại đang cắt lỗ rất là nhiều. Có mấy khách hàng của tôi đã cắt lỗ 30% sau 3 năm mua. Tức là mua 3 năm sau, bán lại, mua 6 tỷ, bán lại 4 tỷ 8, chủ đầu tư đứng ra thâu luôn. Rất là đáng tiếc. Số đầu tư bất động sản bên này đã bị mất tiền, mất dòng tiền cực kỳ là lớn. Này, công viên trung tâm này, đối diện với trường học. Những cái shop house bên đây diện tích 90m, có diện tích sử dụng lên đến 380m nha. Ngang là 7,5, sâu 12, 5 tầng lầu. Và có loại diện tích là đi shop house 120m, diện tích sử dụng 430m với kích thước là 6 x 20, 5 tầng lầu. Và có loại diện tích là 160m, tổng diện tích sàn nó lên đến mức 600m luôn, 8 x 20, cũng 5 tầng lầu. Bên đây thì tất cả chủ đầu tư đang làm hoàn thiện, hoàn công để ra chủ quyền cho khách hàng. Ở những cái cụm mà trường học và chung cư dành cho cán bộ công nhân viên của tập đoàn Sun Group sẽ ở và làm việc ở tại đây. Đây, những cái cụm căn hộ Sun Room, Sun Home này. Bên đây thì trồng toàn bộ cây xanh, bên đây được trồng bằng Đài Loan. Đó, những cái mặt sau như thế này làm tôi vào đây nhìn đây trông như kiểu là những cái nhà trong truyện cổ tích vậy. Thấy rất là nhiều màu vỡ, màu sắc sặc sỡ luôn. Bên đây thì tất cả bên này giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Kế với khu vực ở khách sạn 5 6 sao Marriott, rồi khách sạn Em Rai Bay, Sân Hua Hoàn Thơm. Cực kỳ là đẹp. Chỗ này thì nó thuộc trực thuộc ở khu vực Nam đảo Phú Quốc. Toàn bộ nếu mà khu Bắc đảo thì được những ông lớn như khu vực Gành Dầu, xã Gành Dầu của Vingroup đứng ra trực tiếp đầu tư, thì mặt Nam đảo là cái địa bàn hoạt động chính của tập đoàn Sun Group. Ngày trước Sun Group về đây với một trong những cái nhà bất động sản tiên phong làm bất động sản nghỉ dưỡng ở tại các dự án có cáp treo, du lịch tâm linh như khu Bà Nà Hill, khu cáp treo Hoàn Thơm. Đấy, những cái khuôn căn hộ như này thì đã ở full hết rồi. Và bên đây thì cái chính sách của chủ đầu tư Sun Group không kéo người về nhanh như ở tại khu vực Bắc đảo, tổ hợp nghỉ ngơi giải trí của Sun Group thì người ta có những cái chính sách hỗ trợ nội thất, hỗ trợ những cái chủ hộ ở đây xây dựng để con nội thất, cũng như là hỗ trợ khách hàng thuê, rồi thì có những cái chính sách ưu đãi dành cho những người thuê để mà thu hút được khách du lịch, cũng như là người ta có hệ thống xe điện đưa du khách từ sân bay đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc. Đó là một trong những chính sách tôi nói là thấy là rất là hợp lý luôn. Và chủ đầu tư thì cũng có những cái khu phức hợp vui chơi giải trí, khu safari, khu vực những cái khu nhà đông dương, những cái khu bảo tàng, những cái khu vực mua sắm hộp đêm, bar, vũ trường, rồi thì những cái cụm casino, rồi sân golf thì nó sẽ thu hút người về rất là nhanh. Đây là cái khu vực đường River Park 2, đường R2 này, 6 x 20, một trệt 3 lầu này. Ngày trước bán với mức giá 5 tỷ rưỡi cả VAT thì hiện tại đang cắt lỗ rất là nhiều. Ghi nhận khách hàng của tôi không chịu được lãi bạch nữa, phải cắt lỗ 30% để cho chúng tôi đứng thâu lại. Đó, rất là đáng tiếc. Đầu tư 3 năm mất dòng tiền nhưng mà phải cắt lỗ 30%, đó là cái điều quá đáng tiếc luôn. Hiện tại thì bên này những cái khu vực bãi kem chủ đầu tư vẫn đang tiến hành xây dựng và chuẩn bị bàn giao những cái nhà phố shop house cuối cùng đến cho khách hàng này. Khu vực bãi kem rất là đẹp nha, bãi kem và khu vực cáp treo Hoàn Thơm. Đây, nó sẽ đi ra cái khu vực này. Từ Sun Group thì có những chính sách hỗ trợ cho khách hàng, khách hàng đóng góp đến lãi suất thì vẫn đang đúng với cam kết trên hợp đồng, không như một số những cái chủ đầu tư ở trong đất liền. Rất là nhiều công ty bất động sản mở ở đây nhưng mà tôi thấy đóng cửa hết này, không còn lấy những cái đơn vị đang làm việc và
buôn bán bất động sản khác so với cái thời kỳ cách đây 2 năm. Lúc đó những cái nhà đầu tư thứ cấp, những cái đầu tư sơ cấp mua đi bán lại rất cực kỳ là rầm rộ. Thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là các ngân hàng người ta hỗ trợ cho khách hàng vay với lãi suất ưu đãi, thì lúc đó bất động sản đã phát triển rất là rầm rộ này. Và kinh tế thế giới thì sắp tới thì còn bị cực kỳ là nhiều vấn đề biến động địa chính trị cũng như là vấn đề về chiến tranh, đặc biệt là khu vực điểm nóng Trung Đông và có thể là khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông sắp tới nữa. Nên là bà con hãy tin tôi đi, lạm phát thì sẽ vẫn là tăng ở mức cực kỳ là cao. Hai nữa là các ngân hàng trung ương châu Âu, ngân hàng Nhật Bản, ngân hàng Trung Quốc cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì tiếp tục sẽ tăng lãi suất do lạm phát vẫn đang ở mức cực kỳ là cao. Và Việt Nam hiện tại thì lãi suất đang hạ rất là thấp. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại cái thời kỳ chu kỳ 2009-2012. Thì lúc đó có một thời kỳ lãi suất giảm rồi lại tăng dưỡng lên. Đó là cái cách điều hành kinh tế vĩ mô. Nhưng mà chúng ta hãy rút ra những cái bài học từ những lần khủng hoảng trước. Và ai bây giờ đang nợ ngân hàng thì chúng ta hãy điều chỉnh dòng tiền cũng như là tái cơ cấu nợ, trả hết đi. Nếu mà nợ mùa này nếu mà làm không ra, trong khi tổng giá trị tài sản của chúng ta vẫn đang bị giảm đều và kinh tế suy thoái, làm ăn khó khăn, doanh nghiệp thì sản xuất cũng cầm chừng. Mặc dù có nguồn vốn giá rẻ vay cũng không thể nào mà có lợi nhuận được, cho nên các doanh nghiệp cũng cực kỳ là dè chừng. Bây giờ chúng ta chỉ đợi cái kênh duy nhất, đó là kênh đầu tư công cũng như là những cái chính sách điều hành tiền tệ, điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Đầu tư công bơm tiền ra qua cái kênh đầu tư tạo ra cái công ăn việc làm cũng như là cơ sở hạ tầng để thúc đẩy cũng như thu hút những cái vốn đầu tư từ nước ngoài. Đó là cái kênh bơm tiền tôi nghĩ rằng hiệu quả nhất trong cái thời điểm hiện tại, chứ qua các ngân hàng thương mại, qua hệ thống doanh nghiệp thì đã đang bị thất bại rồi. Và hiện tại và cũng trong vài năm tới thì những cái vốn đầu tư công được bơm ra thị trường rất là nhiều với những cái dự án, những cái công trình trọng điểm quốc gia được làm. Nhưng mà cái số tiền đó nếu mà không vướng về vấn đề về cơ chế thì khi dòng tiền để mà lưu thông ra ngoài thị trường thì mất ít nhất cũng phải 6 tháng cho đến 1 năm kể từ ngày được giải ngân cho các chủ đầu tư giải ngân cho các nhà thầu phụ, nhà thầu chính cũng như là đến tay người dân thì tiền đã lưu thông ra. Đó là một trong những cái yếu tố then chốt để mà khắc phục những cái tình trạng trì trệ kém phát triển cũng như là vấn đề về nguồn tài chính, nguồn tiền đã được nhà nước hút về hết trong các hệ thống ngân hàng. Và bây giờ hệ thống ngân hàng đang dư thừa các loại tiền mặt thì chúng ta cứ hiểu nôm na rằng tiền nó là mạch máu của con người. Khi máu đụi tụ ở một khu vực không có tiêu thông được, nó thành máu đông thì rất là nguy hiểm cho cái nền kinh tế. Lạm phát cũng rủi ro và giảm phát nhiều, như Trung Quốc hiện tại cũng cực kỳ là tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nha. Những cái dự án như thế này thì chắc chắn rằng còn rất là lâu nữa thì mới lấp đầy được những số người, bởi vì cái lượng cung ở khu vực Phú Quốc tôi đưa mọi người đi tham quan một thời gian vừa qua quá là nhiều. Đây là cái thực trạng. Nhiều khi tôi đi quay video rất là nhiều, là mất lòng rất là nhiều những cái chủ hộ ở bên này. Tôi cũng hiểu được những cái vấn đề, những cái tâm tư cũng như là những cái nỗi lòng của những cái chủ hộ khi mà người ta mua những bất động sản như thế này, người ta bỏ không. Những cái người dư tiền mà mua để đủ bộ sưu tập thì không nói làm gì, nhưng mà rất là nhiều người gồng banh, gồng lãi, hoặc là có thể là đầu tư theo đám đông, hoặc là nghe lời dụ dỗ của một số các bạn môi giới mua theo cảm xúc, khi mua vào rồi bị gãy dòng tiền đó, rồi nợ nần ngân hàng dẫn đến vỡ nợ rất là nhiều. Còn những người đại gia mua để mà cho nó vui, mua thừa tiền thì tôi không nói làm gì. Thì bà con đi qua kênh nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho tôi để chúng tôi có thêm những cái động lực để ra những cái video tiếp theo. Đó, cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Và tí nữa tôi sẽ đưa mọi người đến tham quan cái khu vực cáp treo Hòn Thơm. Đây là một cái dự án đẹp nhất tại khu vực Phú Quốc của Sun Group nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.